Cho rau vào. Không. Ăn ớt không? Nước mắm. Ruốc này. Đây, cá này cho sống vào này. Ăn ớt thì mà chết à? Nóng ấy. Chanh vào, chả cá con, ăn bún nhá, không, ăn bún này, chơi chơi rồi chứ con, ăn xong rồi ta đi chơi rồi dưới rồi. Ớt cái đâu không có vậy nào ui dù thôi đâu rồi ăn không có chứ lấy bún nhá. Em lắc đầu rồi, lắc đầu rồi, ngồi nhìn chút sức đi bộ nó đổi. Su đâu nhỉ? Thế này. Mày như lắm bể hư. Đây là mở hư. Mở hư thì vừa muốn đi tắm bùn nước vô dưới máy à. Chị thấy góc ý.
Mình làm. Được rồi nè. Ê. Chị ơi, cho em 5 cốc đậu nành chị ơi. Một tô cá này gì? Bà ăn mà ông nè, ăn á, ăn hết tô đó, ăn đói cho nó, ăn thêm tô nữa. Chị ơi, 2 ly ít đá nha. Vừa no nha. Được. Cứ bắt to cũng một bát, một con cũng một bát nha. Em Hoàng chờ tí em. Chờ tí nhá. Thế rồi. Ăn đi. Nhiều lắm. Phải ăn như thế.
cái lô thêm tiền đi. Cơm lô mùi của nàng, cơm lô mùi. Cơm lô mùi.